Tôi xin trả lời khán giả có số điện thoại là 0373, ba số cuối là 168 ở tỉnh Yên Bái đã hỏi như sau. Nhà tôi nuôi lợn, con lợn đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên thì tôi thấy lại chết đột ngột không rõ lý do chỉ trong có một đêm. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục cái hiện tượng này bây giờ thế nào? Vâng, thưa khán giả, chuyên gia đã có lời tư vấn cho khán giả như sau. Những trường hợp mà lợn chết đột ngột bất thường này, hay gọi là chúng ta vẫn quen gọi là cái hiện tượng chết đột tử đấy, mà cơ thể con lợn nó vẫn béo nhưng mà xác con lợn mà chúng ta nhìn ra khi nó chết mà thấy cái màu nó thâm tím, thì đây là bệnh tụ huyết trùng, bệnh tụ huyết trùng. Cho nên là cái cách phòng tốt nhất là gia đình nên thực hiện cái quy trình tiêm vaccine tụ huyết trùng cho lợn. Thì đối với lợn làm lợn trai, sau khi cai sữa xong là cái mũi tiêm sớm nhất là tiêm cho nó vào lúc 50 ngày. Và nếu như gia đình mà bắt lợn về mà cảm thấy không tin cậy ở cái nơi xuất bán lợn người ta chưa tiêm, thì mình về mình thi khi thấy là lợn của mình nó khỏe mạnh bình thường thì mình cứ tiêm tiêm một mũi cho nó chắc ăn. Chứ còn nếu mà bỏ qua không tiêm thì cái nguy cơ mắc bệnh tụ huyết trùng rất là lớn. Thế cho nên bây giờ anh phải kiểm tra xem trong cái số đàn lợn của anh những con nào chết thì thôi không nói rồi, còn những con nào mà nó gia đình vẫn đang nuôi mà nó vẫn khỏe mạnh bình thường thì cần phải tiến hành tiêm phòng vaccine ngay thì mới bảo vệ được đàn lợn. Vì thời tiết nó lạnh như thế này đấy, bởi vì nhớ là cái vi khuẩn Pasteurella là nó sống tiềm sinh ở trong cái cuống họng của con lợn. Khi cơ thể con lợn nó yếu trong một cái điều kiện là nuôi trong chuồng nó chuồng cái môi trường nó xấu, ăn kém, lại thời tiết lạnh này, thì cơ thể nó giảm sức đề kháng và lập tức cái vi khuẩn nó sẽ cường độc trở lại và nó gây bệnh cho lợn thôi. Mà nó ở cái thể cấp tính thì gây chết đột ngột. Đấy là cái căn nguyên chính, nên phải tìm hiểu kỹ để biết được cái đường đi của vi khuẩn thì mình sẽ có cái cách phòng trừ. Thì tốt nhất là tiêm vaccine thôi là ổn, chứ có gì đâu. Alo, tổng đài VTC 16 xin nghe ạ. Dạ vâng ạ. Mà bây giờ thì xã này nó thì chẳng có ai đi gì, mà giờ lợn gà cũng ra đây đường người vương người má. Vậy là khán giả muốn hỏi về cách phòng bệnh lở mồm long móng đúng không ạ? Phòng cách thì muốn để điều trị bệnh lở mồm long móng mà. Dạ vâng, là điều trị đúng không ạ? Điều trị lở mồm long móng đúng không ạ? Vâng, dạ vâng ạ. Sau đây thì mời khán giả đón nghe những tư vấn từ chuyên gia Trương Văn Dung ạ. Mời chuyên gia. Vâng, xin chào anh. Thế thì anh là quê ở đâu ạ? Ở đâu ạ? À, ở Hà Nam. Thế thì cái hiện nay thì đúng là cái bệnh lở mồm long móng xảy ra ở lợn đang diễn ra ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nam. Thế thì thực ra đối với bệnh lở mồm long móng thì trên nguyên tắc ấy, thì chúng tôi không có tư vấn điều trị. Bởi vì cái bệnh này nó tính chất lây lan rất là nhanh và cái hiệu quả và hậu quả của nó là rất là lớn. Thế nhưng mà ở Việt Nam ấy thì cái bệnh lở mồm móng có thể là xuất hiện đã tương đối lâu rồi. Thế và bị trên diện rộng. Chính vì vậy cho nên chúng tôi mới tư vấn cho bà con là cái việc điều trị. Nhưng cũng lưu ý một điều rằng đối với bệnh lở mồm móng ở lợn ấy là nó do cái virus típ O gây lên. Thế và nếu như là nó đã bị rồi ấy, thì chúng ta cần phải điều trị, thì điều trị theo thế này, để điều trị về mặt lâm sàng thôi. Tức là nếu như ở mồm mà nó chảy nước dãi hoặc là ở móng nó tuột móng thì chúng ta cần phải dùng nước chanh hoặc nước khế để mà rửa sạch. Bởi vì sao? Bởi vì cái virus nó móng ấy, thì là nó khá bị mẫn cảm đối với cái môi trường axit. Cho nên chúng ta dùng cái đó chúng ta rửa thật sạch. Thế sau khi rửa xong rồi ấy, thì dùng cái thuốc xanh metilen bôi lên để chống cái sát trùng. Thì đấy là cái hiệu quả đầu tiên. Thế còn ngoài ra mà để chống cái hiện tượng mà bị nhiễm khuẩn kế phát ấy, thì chúng ta cần phải dùng một số cái thuốc tùy theo cái lợn to hay lợn bé. Thì có thể dùng cái thuốc enrofloxacin hoặc là doxycycline, hoặc có thể dùng thuốc amoxicillin. Đây là những cái thuốc và kháng sinh mới có cái phổ hoạt động tương đối rộng. Đấy, thì tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp có thể 3-5 ngày liền. Tiêm gì ạ? Dạ vâng, cái thuốc xin tiêm thì em tiêm rồi, nhưng mà thời gian không tiêm được 3 ngày để nó tạo đổi kháng thể ạ.
À không, tức là sau khi tiêm vaccine được khoảng mà từ 21 đến 28 ngày là nó sẽ tạo ra được kháng thể phòng hộ. Nếu tiêm vaccine rồi, dạ. À nếu mình tiêm kép lại lần hai sẽ tốt hơn rất là nhiều. À, nó sẽ tạo ra một cái, vâng, sẽ tạo ra một cái miễn dịch thứ cấp, nó sẽ tạo ra cái kháng thể nó cao hơn và nó khả năng chống chịu tốt hơn rất nhiều. Đấy, và vâng. Em muốn hỏi thầy là cái thời điểm tiêm lần 2 sau lần 1 khoảng bao nhiêu? Sau khi tiêm lần 1 cách lần 2 tiêm sau 28 ngày thì anh tiêm nhắc lại lần thứ 2. Vâng, 28 ngày tiêm nhắc lại lần thứ 2. Vâng, thì sẽ đem lại cái hiệu quả. Em vẫn xin hỏi thầy một chút nữa. Vâng. Bây giờ nó đang bị rồi mà em đã dùng cái chanh chua là một này. Ừ. Dùng hàng bước tin này, chứ là xanh Việt Nam rồi. Rồi. Thế mà cái bắt đầu điều trị thì chúng ta tiêm cái ví dụ như là cái amoxicillin rồi, amoxicillin hoặc là enrofloxacin được. Em dùng thêm cái Glucat rồi. À. Và hiện nay thì có một vấn đề nó xảy ra là đối với lần này thì tỷ lệ sau khi điều trị cỡ khoảng 3 đến 5 ngày thì nó khá ổn. Tuy nhiên thì lần thịt, nhất là lần nhỏ trong lần khoảng 20-30 cân thì tỷ lệ chết là tương đối cao. Rồi. Bất chấp rằng là nó bị ghép trên cái một số bệnh khác nữa, nhất là viêm phổi hoặc là hệ tự trùng. Tuy nhiên là đúng rồi. Tối thì bệnh, vâng, em báo cáo thầy em là bác sĩ Duy. Đang ngồi cả rất là đông anh em đang ngồi đây, đang băn khoăn một chút, muốn tư vấn qua thầy điều tra liên quan hơn. Rồi. Thế này nhá, tức là cái vấn đề ấy là nó sẽ bị nhồi máu bóng, nó gây hiện tượng suy giảm miễn dịch. Thế mà nó rất dễ bị nhiễm khuẩn kế phát. Vì nhiễm khuẩn kế phát thì nó dẫn hiện tượng bị chết. Đó, nhất là trong cái điều kiện chăn nuôi vệ sinh không được tốt. Thế thì như tôi đã nói là anh có thể sử dụng cái thuốc là enrofloxacin hoặc là amoxicillin như anh đã nói, hoặc là oxytocin, đó là những cái kháng sinh có cái phổ hoạt động tương đối rộng. Để anh tiêm bắp cho nó có thể một lần trên ngày và 3 ngày hoặc 5 ngày tùy theo cái thể trạng của bệnh để mà chống cái nhiễm khuẩn kế phát thì như vậy nó không bị chết, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì anh cần phải dùng thuốc caffeine, anh kết hợp với vitamin B1, vitamin C để tiêm bắp trợ sức cho nó. Thế và một cái thuốc nữa mà rất là có giá trị là anh nên mua cái thuốc Catosan 10% ấy, cái tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp có thể 3-5 ngày. Rất hiệu quả. Và lưu ý đây này là mình phải dùng thuốc để mà phun thuốc tiêu độc. Nếu nó đã bị bệnh rồi là phải phun thuốc tiêu độc khử trùng 3 lần trên ngày để mà diệt cái virus nó bài thải ra, đúng không? Đó là cái việc rất quan trọng. Tất nhiên là đối với lợn ấy thì sau khi nó khỏi bệnh lâm sàng thường độ khoảng chừng 4 tuần sau. Đấy, thường 4 tuần sau thì nó sẽ hết virus. Đấy, còn đối với châu bò thì lâu lắm, châu bò có thể 2-3 năm. Vâng. Cảm ơn thầy rất nhiều.